Đó đây là kem. Và đây là quyển sách tớ rất là yêu thích. Nó tên là Vì sao tớ yêu mẹ. Giờ tớ hãy tập cho cậu nhá. Này, cậu xem này. Thấy không? Tặng mẹ yêu con. Tớ yêu mẹ vì bàn tay mẹ ấm. Tớ yêu mẹ vì mẹ đưa tớ đến nơi thật là thú vị. Tớ yêu mẹ vì mẹ chơi với tớ. Tớ yêu mẹ vì mẹ hay giúp tớ. Tớ yêu mẹ vì mẹ dạy tớ nhiều điều. Tớ yêu mẹ vì mẹ rất là xinh đẹp. Tớ yêu mẹ vì mẹ thân tớ thật âu yếm. Tớ yêu mẹ vì mẹ hành thức ăn cho tớ. Bây giờ chậm em. Tớ yêu mẹ vì mẹ thật là thơm. Tớ yêu mẹ vì mẹ tắm cho tớ. Tớ yêu mẹ vì mẹ... Mẹ được! Mẹ hát cho tớ bài rất là hay. Ai đúng yêu mẹ của mình đặc biệt là đó. Câu chuyện này hết rồi các. Các bạn hãy kể chuyện này mẹ nhá. Các bạn ơi, video này là hết rồi các bạn. Các bạn hãy đón video của tớ lần sau nhá. Mà ngày mai tớ có một video này, các bạn nhớ xem tớ nhé. Bye bye.